Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh của Nguyên Sĩ Dừa nha. Cây lan của chúng ta có bộ rễ xanh và to như thế này, cũng như là các thân của cái cây lan, lá nó xanh tươi và bông nở to bự điểm thế này, thì chúng ta cần bổ sung cho cây lan của chúng ta một lượng chất dinh dưỡng để mà nó nuôi cây cũng như là tạo cái sinh sinh lực cho cây nó phát triển các bạn. Thì nếu các bạn biết cách làm như thế này thì sẽ giúp cho cây lan của chúng ta phát triển tốt hơn và bộ rễ của nó cứng cáp, cho ra những cái nhánh bông đều và bự. Thì hôm nay mình xin hướng dẫn cho các bạn cách làm phân hữu cơ từ quả bơ nha các bạn. Các bạn cùng mình làm theo nhé. Để chúng ta làm phân hữu cơ organic cho lan từ vỏ của trái bơ, thì đầu tiên các bạn cần mua cho mình vài trái bơ ha. Các bạn lựa cho mình trái bơ nào mà chín nhất để chúng ta gọt, chúng ta lấy phần nhân để chúng ta ăn, còn phần vỏ để chúng ta làm phân hữu cơ cho lan nhé. Thì đầu tiên các bạn cần mổ cái trái bơ này ra. Cắt cái bên này ra nha các bạn, để mình lấy cái phần phần ruột. Bơ ngon hết thân luôn các bạn ơi. Nè các bạn. Các bạn nạo bỏ cái phần ruột đi ha, chúng ta chỉ lấy cái phần phần vỏ thôi. Rồi các bạn, mình đã được, mình có phần vỏ rồi. Còn cái nắp tiếp tục mình sẽ làm nốt phần còn lại ha các bạn ha. Sau khi chúng ta lấy phần thịt của trái bơ thì các bạn sẽ xem đây, hai cái nắp bơ sau khi mình đã lấy hết thịt rồi, còn vỏ ha các bạn ha. Và cái vỏ này mình sẽ dùng để làm cái phân hữu cơ organic cho lan ha các bạn ha. Rồi mình tiếp tục đem cái này mình đem đi phơi nắng nha các bạn, đem phơi nắng khoảng 2 đến 3 ngày để cho cái vỏ bơ này nó héo đi, nó không còn cái độ mà tươi như nữa ha. Rồi sau đó mình sẽ đem vô, mình sẽ
làm cái nguyên liệu phân cho lan. Sau khi trái bơ mình cắt ra, mình lấy cái phần nhân bên trong thì mình còn được hai cái nắp vỏ không các bạn. Và cái vỏ này chính là cái phần mình sẽ làm phân hữu cơ từ vỏ bơ. Thì trước tiên mình làm cái phân á, thì mình sẽ đem cái vỏ bơ này nè các bạn, đem đi phơi nắng ha, để cho nó héo lại, nó khô lại thì mình mới làm được. Thì hôm nay mình cũng đã chuẩn bị cho các bạn cái phần bơ mà đã được phơi sẵn. Đây các bạn, sau khi mà đem đi phơi nắng nó giòn nè các bạn ha, bóp nó kêu nè. Đó, các bạn thấy không? Đó, bóp nè, bóp, bóp nó kêu nè. Đó, thì thế này các bạn. Đó, các bạn bóp nhuyễn ra cho mình nha, bóp nhuyễn ra, bóp nhuyễn thế này. Đây các bạn, các bạn bóp không được thì các bạn cắt nhuyễn nó ra. Đây mình dùng kéo mình cắt nó các bạn. Các bạn cắt nhỏ ra nha, cắt nhuyễn ra. Sau khi các bạn phơi nắng là các bạn đem vô các bạn cắt rất là ngon các bạn. Nó giòn bởi vì cái này nó đã được héo rồi các bạn. Bạn cắt nhuyễn ra, cắt nhuyễn hết ra. Các bạn cắt hết cho mình. Thế này nè các bạn. Đây các bạn. Đây, sau khi nguyên cắt thì nó được như thế này. Đấy các bạn ha. Mình tiếp tục cắt phần vỏ còn lại. Cái phần này nó phơi nắng là nó giòn các bạn, nên khỏi cần cắt kéo. Mình sẽ làm cho nó nhanh các bạn ha. Cái nào mà các bạn bẻ các bạn thấy bự thì các bạn bẻ lại lần nữa nha các bạn. Sau khi mình bẻ được hai nắp bơ là một trái bơ các bạn thì nó được như thế này các bạn. Đây, cái vỏ của nó.
Tiếp tục các bạn pha trộn cho mình với chỉ sữa dừa nha các bạn. Đây là chỉ sữa dừa. Chỉ sữa dừa nè các bạn. Các bạn trộn chung chỉ sữa dừa với vỏ bơ nha các bạn. Bỏ vô. Các bạn trộn đều lên. Các bạn trộn đều. Hỗn hợp chỉ sữa dừa, vỏ bơ. Trong vỏ bơ này nó có rất nhiều chất dinh dưỡng giúp cho cây lan của chúng ta phát triển tốt nha các bạn. Ngoài ra thì vỏ bơ này cũng là tạo thành một cái giá thể để trồng lan rất là tốt nha các bạn. Sau khi các bạn phơi khô rồi thì các bạn cứ làm như nguyên hướng dẫn thế này ha. Các bạn trộn đều lên, trộn đều vỏ bơ với chỉ sữa dừa lên. Trong chỉ sữa dừa thì nó giúp cho cây lan của chúng ta nó giữ nước ha các bạn tưới. Còn trong vỏ bơ thì rất là nhiều chất dinh dưỡng giúp cho cây lan của chúng ta phát triển tốt hơn, nhanh ra rễ hơn, cây cứng cáp hơn và sẽ ra bông thì nó màu nó chuẩn hơn ha các bạn ha. Các bạn trộn đều lên. Sau đó các bạn nếu các bạn thấy chỉ sữa dừa ít quá thì các bạn cho vào thêm. Ở đây mình có thêm chỉ sữa dừa, cái này là từ cái trái dừa đã được lấy ra các bạn. Đây đây các bạn, vỏ dừa đây mình lấy thêm. Nếu các bạn nào mà có chỉ sữa dừa mà được như thế này thì là càng tốt ha các bạn. Được như thế này thì càng tốt. Còn không thì mình xin hướng dẫn thêm là chỉ sữa dừa lấy từ trong trái dừa cũng được luôn nha các bạn ha. Các bạn cứ có cái nào thì các bạn dùng cái đó cũng tốt. Ở đây thì mình xin hướng dẫn cho các bạn hai cách. Cách là có sẵn chỉ sữa dừa người ta đã làm thành nguyên liệu để chúng ta bón cây, hay là chúng ta có dừa khô để chúng ta nạo ra chúng ta lấy chỉ sữa dừa ha các bạn ha. Sau đó các bạn cho thêm một ít phân gà đã được ủ ủ phơi khô ha các bạn ha. Phân gà đã được ủ phơi khô, ở đây mình có một ít mình cho vào, nếu các bạn không có thì cũng không sao. Đây mình có cho một ít vào. Các bạn cho ít ở nhà các bạn, vì cho nhiều nóng lắm. Các bạn bóp cho nó nhuyễn ra. Sau đó các bạn trộn cái hỗn hợp này lên nha các bạn. Trong đây có chỉ sữa dừa, vỏ bơ mà mình đã cắt nhuyễn sau khi phơi nắng, và phân gà được ủ phơi khô nha các bạn ha. Đây mình trộn đều lên, trộn đều nó lên, trộn hỗn hợp này đều lên đó. Các bạn cứ trộn đều lên như thế này. Cái này mình thấy nó còn bự quá, bóp cho nó nhỏ lại. Các bạn
thấy cái nào mà bự quá thì các bạn cứ bóp cho nó nhỏ lại ha. Các bạn dùng kéo các bạn cắt cũng được. Trộn đều lên. Rồi mình thấy nó đều rồi. Thì bắt đầu các bạn cho vào túi nha các bạn. Các bạn dồn vào túi. Đây là túi. Nguyên cũng đã chuẩn bị sẵn túi để mà mình lan hết các bạn ha. Các bạn lặn nó ra như thế này. Nó như thế này nè các bạn, nó như thế này, đây như này các bạn mua ngoài tiệm á các bạn. Cái này thì khoảng 2.000 đồng một cái nha các bạn ha. Các bạn ra các bạn nói mua cái loại mà để làm phân lan, cái lưới làm phân lan ha, nhỏ vậy nè các bạn, nó rất là tiện để dùng. Đây đây các bạn, rất là tiện ha. Rồi các bạn dồn hết các nguyên liệu mà chúng ta đã sơ sơ chế làm nãy giờ đó. Các bạn bỏ vô đây ha các bạn. Các bạn bỏ vô đây. Đây các bạn lặn lên như này. Ha, nè, nè. Bạn bỏ nó vô. Sau khi mình dồn thì nó được túi bự như thế này các bạn ha. Rồi Nguyên sẽ tiếp tục làm hết hai túi còn lại cho các bạn ha, bạn cùng xem. Tiếp tục mình làm cái phần túi thứ ba là túi cuối cùng ha các bạn ha. Rồi mình làm xong 3 túi nè các bạn, xong. Sau đó các bạn bỏ vào cây lan ha. Các bạn tưới từ trên lá xuống. Các bạn ha. Các bạn bỏ nó vô đấy các bạn, thì
cây lan của chúng ta. Các bạn bỏ nó vô ha các bạn. Đây. Sau đó các bạn tưới nước đều lên. Các bạn phun đều lên nha các bạn, phun đều từ trên lá. Đây, các bạn phun đều lên lá. Bạn phun đều lên. Đây các bạn phun. Bạn tưới tưới các bạn tưới cho nó ướt nha, ướt ướt đều luôn. Công dụng của cái hỗn hợp này là giúp cho cây của chúng ta ra rễ nhanh, lá xanh cứng cáp và bông của chúng ta sau khi mà nó nở thì bông nó sẽ đều các bạn, và bông nó to nó bự ha các bạn ha. Thì các bạn làm theo hướng dẫn của mình thì các bạn sẽ thành công. Các bạn thấy video này hay thì các bạn cho mình một like cũng như là một subscribe, chia sẻ cho mọi người cùng xem nha các bạn. Đến đây video này xin được phép khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo. Đến đây video hết rồi.